Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Evit Phương thuộc thế hệ vàng định hình cho dòng nhạc trẻ Sài Gòn từ những thập niên 60 đến nay. Danh ca Evit Phương đã và đang ghi được những dấu ấn với phong cách hát rất riêng, lối hát trầm ấm, nhiều cảm xúc nhưng vẫn đầy nội lực, đã góp phần tạo ra rất nhiều những tác phẩm bất hủ trong nền âm nhạc Việt trong suốt 50 năm qua. Ví dụ như những bài hát Vết thù trên lưng ngựa hoang, 10 năm tình cũ, không, vân vân. Nhưng khi nhắc đến danh ca Evit Phương mà không nhắc đến nhạc Pháp thì có lẽ đó là một cái điều thiếu sót. Một danh ca mà khi nhắc đến thì mọi người đều trầm trồ về những bài tình ca Pháp đầy trữ tình và rất lãng mạn của ông ấy. Evit Phương thì tiền thân lập nghiệp chuyên hát các ca khúc nhạc nước ngoài. Ông mê vua nhạc rock Elvis Presley nên ông đã đổi tên mình thành Evit Phương, và tên khai sinh của ông là Phạm Ngọc Phương. Ông sinh tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, nguyên quán tại Hà Tĩnh, và ông đi học ở trường Aurora tại Sài Gòn. Và ông biểu diễn trước công chúng lần đầu tiên vào năm 1962 tại trường dòng Regina Pasic. Bài hát tiếng Việt đầu tiên của ông biểu diễn là bài Nửa Đêm Ngoài Phố. Và lần này thì ông kết hợp với công ty Class A, một công ty thu âm và phát hành băng đĩa nhạc hàng đầu của Việt Nam. Lần này thì với cái công nghệ thu âm là 360 Extreme, là cái công nghệ mà tái tạo lại không gian 3D đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được áp dụng trong cái công nghệ thu âm của công ty Class A. Đĩa CD lần này của Evit Phương thì là cái CD hai end đầu tiên của danh ca Evit Phương, với các cái tình khúc nhạc Pháp bất hủ mà chúng ta đã nghe đâu đó, chúng ta đã thoáng nghe, hoặc là chúng ta đã đam mê nhạc Pháp, chúng ta nghe đã chắc chắn là sẽ nghe qua rồi. Em chắc chắn với anh em như vậy. Thì cái album lần này thì gồm có 8 bài hát, 8 bài hát nhạc, 8 bài hát nhạc Pháp bất hủ, có cả lời Việt và lời Pháp. Bài 1 là bài Tuyết Rơi, bài 2 là Cơn Đau Tình Ái, bài 3 là Dòng Đời, bài 4 là Lời Thì Thầm, bài 5 là La Penitencia, bài 6 Anh Không Còn Yêu Em, bài 7 Lời Chia Xa, bài 8 Nếu Tình Yêu Còn Hiện Hữu. Thì những cái bài hát này được viết lại lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Nam Lộc, nhạc sĩ Khắc Dũng, và được phối khí và hòa âm bởi công ty Class A. Chất giọng rất là lãng tử và rất hay của Evit Phương thể hiện. Em đánh giá cái album này rất là thành công. Và sau đây thì xin mời anh em cùng thưởng thức một trong những bài hát mà em rất thích ở trong cái CD này, đó là bài số 2, Cơn Đau Tình Ái. Đĩa CD này được phân phối tại Bá Hùng Audio với giá là 250.000 đồng một CD, và em có ship COD toàn quốc, anh em nhận hàng và thanh toán tiền. Với giá là 250.000 đồng chưa bao gồm ship ạ. Và hôm nay là ngày 5 tháng 1, là ngày chính thức bắt đầu phát hành cái album này, và em sẽ bán rộng rãi trên toàn quốc cho anh em. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0976 262 263, điện thoại chuyên lên đơn và sẽ gửi hàng cho anh em trên toàn quốc. Bè thì xin mời anh em cùng thưởng thức bài Cơn Đau Tình Ái. Với phong cách phối khí 360 Extreme, thanh 3D, đảm bảo anh em sẽ có một cái trải nghiệm rất là đáng. Mal au fond du cœur, oui j'ai mal, mal. Toute la vie me fait mal de temps en temps.
vole, qui vole au fond du ciel. Je me souviens d'un prénom qui me fait mal, d'une robe, d'un soulier, le premier bal. Je me souviens des paroles d'une chanson où venaient souvent des mots dans les frissons. Mal dans une mer de corail. Mal, la couleur bleue me fait mal de temps en temps. Quand je regarde le soleil qui vole au fond du ciel, je me souviens d'un prénom qui me fait mal, d'une robe, d'un soulier, le premier bal. Je me souviens des paroles d'une chanson où venaient souvent des mots dans les frissons. Mal, bien trop mal, mal, oui j'ai mal.